bằng đôi tay, vừa học vừa chơi thật vui. Mình có số không là cây búa, tiếp theo cây nơi số 1. Số 2 đưa cao là tay thang, số 3 cao như xinh xinh. Trời ơi sao mình lại nông quá, không sao đã có cái quạt. Xe 4 ngón tay mình vẫy vẫy, cái quạt số 4 không quên. Cả lớp chúng mình học rất ngoan, cô khen em năm ba quan. Trông giống nốt like trên Facebook, nhìn cô gọi là anh béo. Anh béo số này mình nghe nhé, tiếp đến ta có số sau. Càng cô cấp đầu mình ui da, số 7 súng nhỏ chiêu chiêu. Số 8 kế bên là súng lớn, số 9 ta sẽ bye bye. Học xong các số mình hai tay, bài học tuyệt vời hôm nay. Ngày hôm nay học về Finger, Finger là toán tư duy. Học tính toán nhanh bằng đôi tay, vừa học vừa chơi thật vui. Mình có số không là cây búa, tiếp theo cây nơi số 1. Số 2 đưa cao là tay thang, số 3 cao như xinh xinh. Trời ơi sao mình lại nông quá, không sao đã có cái quạt. Xe 4 ngón tay mình vẫy vẫy, cái quạt số 4 không quên. Cả lớp chúng mình học rất ngoan, cô khen em năm ba quan. Trông giống nốt like trên Facebook, nhìn cô gọi là anh béo. Anh béo số này mình nghe nhé, tiếp đến ta có số sau. Càng cô cấp đầu mình ui da, số 7 súng nhỏ chiêu chiêu. Số 8 kế bên là súng lớn, số 9 ta sẽ bye bye. Học xong các số mình hai tay, bài học tuyệt vời hôm nay. Ngày hôm nay học về Finger, Finger là toán tư duy. Học tính toán nhanh bằng đôi tay, vừa học vừa chơi thật vui. Mình có số không là cây búa, tiếp theo cây nơi số 1. Số 2 đưa cao là tay thang, số 3 cao như xinh xinh. Trời ơi sao mình lại nông quá, không sao đã có cái quạt. Xe 4 ngón tay mình vẫy vẫy, cái quạt số 4 không quên. Cả lớp chúng mình học rất ngoan, cô khen em number one. Trông giống nốt like trên Facebook, nhìn cô gọi là anh béo. Anh béo số này mình nghe nhé, tiếp đến ta có số sau. Càng cô cấp đầu mình ui da, số 7 súng nhỏ chiêu chiêu. Số 8 kế bên là súng lớn, số 9 ta sẽ bye bye. Học xong các số mình hai tay, bài học tuyệt vời hôm nay. Ngày hôm nay học về Finger, Finger là toán tư duy. Học tính toán nhanh bằng đôi tay, vừa học vừa chơi thật vui. Mình có số không là cây búa, tiếp theo cây nơi số 1. Số 2 đưa cao là tay thang, số 3 cao như xinh xinh. Trời ơi sao mình lại nông quá, không sao đã có cái quạt. Xe 4 ngón tay mình vẫy vẫy, cái quạt số 4 không quên. Cả lớp chúng mình học rất ngoan, cô khen em number one. Trông giống nốt like trên Facebook, nhìn cô gọi là anh béo. Anh béo số này mình nghe nhé, tiếp đến ta có số sau. Càng cô cấp đầu mình ui da, số 7 súng nhỏ chiêu chiêu. Số 8 kế bên là súng lớn, số 9 ta sẽ bye bye. Học xong các số mình hai tay, bài học tuyệt vời hôm nay. Ngày hôm nay học về Finger, Finger là toán tư duy. Học tính toán nhanh bằng đôi tay, vừa học vừa chơi thật vui. Mình có số không là cây búa, tiếp theo cây nơi số 1. Số 2 đưa cao là tay thang, số 3 cao như xinh xinh. Trời ơi sao mình lại nông quá, không sao đã có cái quạt. Xe 4 ngón tay mình vẫy vẫy, cái quạt số 4 không quên.
cả lớp chúng mình học rất ngoan. Cô khen em năm ba quan, chẳng giống nốt like trên Facebook. Nhưng cô gọi là anh béo, anh béo sau này mình nhớ nhé. Tiếp đến ta có số sâu, càng cô cặp đầu mình ui da. Số 7 súng nhỏ chiêu chiêu, số 8 kế bên là súng lớn, số 9 ta sẽ bye bye. Học xong các số mình high five, bài học tuyệt vời hôm nay.